Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Nay 14 tháng 4, ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày giỗ tổ, thì mình cũng tranh thủ mình chia sẻ với các bạn về cái chủ đề các cái bộ nến, các cái cặp nến ha, mà nó báo hiệu đảo chiều xu hướng trong phân tích kỹ thuật để mọi người có thể nắm bắt rõ hơn. Hôm trước thì mình giới thiệu với các bạn là những cái 10 cái mẫu nến, gọi là mẫu nến đơn cơ bản, nó báo hiệu về một cái xu hướng của thị trường. Thì cái thực ra là cái đấy thì nó dễ sử dụng hơn, nó đơn giản hơn, dễ sử dụng, dễ hình dung hơn, dễ áp dụng hơn. Đó. Còn hôm nay thì theo đề xuất của rất nhiều bạn, ngày nghỉ lễ nha, mình cũng tranh thủ mình chia sẻ một cái chủ đề, đó là các cái mẫu nến bộ. Thì thực ra mẫu nến bộ thì thứ nhất là nó, thứ nhất là nó ít gặp. Đó. Cái thứ hai là không phải, nó cũng có thể là không phải ít gặp, nhưng mà nhiều khi là nó rất là khó để áp dụng, và nhiều khi các bạn khó hình dung ra. Cho nên là tốt nhất là các bạn chỉ áp dụng những cái mẫu nến đơn cơ bản, giống như hôm trước 10 mẫu nến đơn đấy thôi là cũng ổn. Còn trong nhóm nến bộ, nến cặp này á, nến chùm này á, thì các bạn có thể ứng dụng được, cũng có thể không ứng dụng được, nhưng mà các bạn cũng nên nên biết để có trường hợp chúng ta gặp thì chúng ta còn sử dụng, còn có thể biết đâu đó đảo chiều xu hướng. Thì và trước khi đến với nội dung chính của video, thì bạn nào lần đầu tiên xem video thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và khi nhấn vào nút đăng ký thì các bạn click vào quả chuông ở bên cạnh, để mỗi lần mình up video thì nó sẽ tự động gửi email cho các bạn, để các bạn có thể tiếp cận được những video hữu ích. Và khi các bạn xem xong video thì các bạn có phản hồi, các bạn ủng hộ kênh bằng cách like và share video. Và khi các bạn có phản hồi gì về cái chủ đề đó thì các bạn comment ở phía dưới video, hoặc là các bạn có thắc mắc về cổ phiếu hay là về đầu tư hay về bất kỳ một lĩnh vực gì liên quan thì các bạn có thể comment phía dưới video, thì mình sẽ tranh thủ mình chia sẻ với các bạn để chúng ta cùng nhau đầu tư một cách hiệu quả hơn. Rồi quay trở lại với cái chủ đề chính của ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về khoảng 10 11 cái bộ nến, tức là nó từ 2 đến 3 nến, 5 nến kết hợp với nhau, thì nó cho chúng ta rõ ra một cái xu hướng để chúng ta có thể hình dung. Mình cũng cố gắng mình chia sẻ ngắn gọn và dễ hiểu thôi, đơn giản thôi. Đây, đầu tiên là cái mẫu ba nến đảo chiều giảm. Thật ra thì mẫu ba nến đảo chiều giảm ở đây là gì, mà sao các bạn lại thấy năm mẫu nến? Thì thực ra người ta đang nói về ba cái mẫu nến này, ba cái nến màu xanh như này đó, nhưng mà thực tế thì trong cái cụm nến của nó thì phải là năm cái nến mới xác nhận rõ xu hướng. Và thậm chí đôi khi nó cũng là trong cái xu thế như thế này, nó có thể tới 3, 4, 5 hoặc là 2 cái nến thôi, nó cũng được. Và cái thứ ba nữa là các bạn lưu ý là đây là cái hình mẫu gọi là lý tưởng thôi, còn thực tế nó có thể là xuất hiện một cái nến đỏ giảm như thế này. Đây là cái nến đỏ nha, các bạn quên phần màu đen này đi, không không cần quan tâm nhiều phần màu đen này ha, là cái hiểu đây là một cái nến đỏ thôi, tức là một cái nến giảm, tức là đang một cái nến giảm đỏ đỏ mạnh nha, nó gọi là cái nến đỏ giảm nhiều. Thì xuất hiện khoảng 3, 4, 5 cái nến xanh mà nó nhỏ hơn, mà nó trong xu thế đi lên, hoặc là thậm chí nến đỏ nhưng mà nó mở cửa cao và nó đóng cửa thấp cũng được. Đó, từ 3 đến 5 cây nến xanh đi lên. Nhiều người gọi cái này gọi là bull trap á, gọi là bull trap, tức là nó chỉ hồi kỹ thuật thôi, sau đó lại giảm á, thì là báo hiệu đảo chiều. Tức là các bạn thấy một cái nến đỏ dài, sau đó lại ngày đầu tiên đi, 3, 2, 3 ngày hôm sau, 4, 5 ngày hôm sau nó xuất hiện những cây nến xanh nhưng mà nó không có lên được, tức là nó tăng mà tăng rất nhẹ thôi, hoặc là có thể đi ngang, chứ không nhất thiết là, đây là mình vẽ về điều kiện lý tưởng để các bạn hình dung ra thôi. Nó lên như thế này, còn thậm chí là có khi là có ba cây nến nó đi ngang như thế này, ba cây nến doji đi ngang cũng có thể đó, hoặc là 4 cây nến doji, 5 cây nến doji, rồi đến ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ ba gì đó thì nó xuất hiện một cây nến đỏ dài nữa, thì là nó báo hiệu một cái xu thế giảm. Tại vì thường là chúng ta hay bị gọi là bull trap, thì chúng ta thấy là một cây nến đỏ giảm sâu thì nhiều người hoảng loạn, thì bắt đầu canh để hôm sau xem sao. Nên thì hôm sau chúng ta thấy là nó lại hồi lại một tí ở, chúng ta yên tâm hơn, hôm sau nó lại hồi lại một tí nữa, chúng ta yên tâm hơn. Đó, và hôm sau nữa thì nó vẫn tiếp tục hồi, có thể là 3 cây hoặc 4 cây, 5 cây sau nó vẫn hồi lên, nhưng vẫn hồi lên rất ít thôi. Đó, và đến ngày, đến một cái lúc là nó thực sự thì nó sẽ làm cho một cây gọi là nó giảm quá lố luôn, là chúng ta xử lý không kịp. Đó, thì để chúng ta đi vào biểu đồ thì mình có thể giới thiệu, mình tìm một số mẫu cái khúc như vậy để cho các bạn có thể hình dung ha. Đó, thì khi mình ví dụ thì mình sẽ đi lướt như vậy để cho các bạn có thể là dễ hình dung. Cái mẫu nến nó thì thứ nhất là nó ít gặp ha, nó ít gặp để chúng ta. Và thường các bạn lưu ý là cái nến này này nó sẽ gặp ở đỉnh của một xu hướng ha, đỉnh của một xu hướng, tức là xu hướng giá đang đi lên mà nó gặp cái cụm này này thì nó là báo hiệu đảo chiều giảm nha. Chỗ này thì nó không đúng mấy. Đây này, nó cũng có thể là giống như cây này này. Nó không không giống tuyệt đối như cái mẫu hình mình đưa lên đây nha các bạn, mà các bạn nhớ là đây có thể là 3 cây hoặc 4 cây hoặc 5 cây, gần như có thể là 2 cây nha. Mà nó dấu hiệu đây, ví dụ các bạn thấy một cây nến giảm này. Đó, một cái nến giảm này nó đang ở trên đỉnh của một xu hướng này. Các bạn thấy, các bạn đâu có sợ đâu.
đúng không? Đâu có vấn đề gì đâu, đang đang tăng bình thường, cái từ hôm nay nó giảm, các bạn nghĩ bình thường, hôm sau thấy nó cũng có xu thế muốn đi lên, à, các bạn cũng không lo lắng gì, hôm sau nữa nó cũng lại vẫn có muốn xu hướng đi lên, à, đây bản thân cây nến này vẫn là xu hướng đi lên đó, ở lại cây nến xanh, cây nến xanh nữa, đó, nhưng mà nó lại gặp cây nến giảm nữa, giảm mạnh, đặc biệt là cây nến này, đó, cây này mới là xác nhận đảo chiều chính thức này, đó, các bạn thấy không? Nó lình xình trên này, nó cái này nếu mà về về phân tích kỹ thuật thì nó đây là dấu hiệu phân phối đỉnh như này, nếu 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 như bạn biết 2468 phiên này vol rất là cao nhưng mà giá không tăng được này, đó là phân phối đỉnh ha, các bạn để ý. Nhưng mà mình đang nói về cái nến chùm ha, các bạn thấy một cái nến đỏ đằng sau nó là có thể là nến đỏ nến xanh nhưng mà nó trong xu hướng tăng nhưng mà không tăng được ha, thì nó lập tức nó vật một cái nến rất là dài ha, mất nó coi như chiếm toàn bộ những cây nến trước luôn á, hoặc là mất gấp đôi luôn ha, thì nó báo hiệu bắt cái đảo chiều giảm rất là mạnh đó. Hoặc là chúng ta đi tìm một số mẫu khác thì coi cho nó các bạn hình dung nó rõ rõ hơn một xíu, chứ cái mẫu nến nó thì nó chưa có rõ ràng lắm. Đây cũng có thể là một cái ví dụ này nhưng mà nó không đúng ha. Tại vì cái mẫu nến nó thì thường nó ít khi xuất hiện, tại vì nó hay là trong cái dấu hiệu bull trap, cho nên là dạng này cũng có thể tính này. Đây này, cây này giảm nhưng cây này có vẻ hồi lên, cây này có vẻ hồi lên nhưng nó vật cây nữa thì nó xuống đáy luôn. À, để mình đi tìm một cái mẫu nào đó mà để các bạn hình dung nó dễ hơn một xíu, chịu khó tí ha, các bạn chịu khó một xíu. Đây này, y như cây này cũng vậy này, cây này thì các bạn có thể hình dung nhìn nó có vẻ giống giống hơn xíu này, một cái nến đỏ này. Sau đó cây này cũng là nó có hồi lên, là cây này xanh nhưng mà cây này vật xuống là bắt đầu báo hiệu một xu thế giảm. À, đó thì các bạn hình dung nó tương tự như vậy thôi. Nó tương tự như vậy thôi, đang đỏ sau đó nó có vẻ như đang hồi. Nhưng mà nó là trên đỉnh của một xu hướng nha, chứ nó còn ở dưới đáy này thì không tính, nhưng nó đang trên ở trên vùng cao này. Đó, có vẻ như hồi mà thậm chí là rõ ràng hồi này, hồi cây này cái hồi muốn gần hết cây này luôn và cây sau hồi lên cao hơn, nhưng mà cây sau nữa là một cây đỏ thì bắt buộc cây này các bạn phải bán này. Hoặc chậm nhất là cái này không, nó sẽ báo hiệu một cái xu thế giảm rất là mạnh nha. Đấy, bạn thấy nó cắm đầu đi xuống rồi. Đây nữa này, nó một cái nến giảm dài này, xong cây sau có vẻ tăng này, cây này cũng bản thân là nó cao hơn cái đáy này rồi, là cao này, đây cũng một nến xanh này, đây là một cái nến đỏ này, nó thì các bạn phải bán ngay cây đỏ này, tức là nó có xu thế hồi, tức là nhiều khi nó giảm như thế này các bạn chưa kịp thoát hàng thì hôm sau các bạn vào thấy nó nhích lên tí các bạn yên tâm đúng không, nó lại nhích lên tí nữa các bạn yên tâm, và nó nhích lên tí nữa các bạn yên tâm, nhưng mà trong các cái phiên nhích lên đó có một phiên nào đỏ thì các bạn phải thoát ngay, à, chứ còn nếu chúng ta cứ cầm là chúng ta thoát không kịp đây, các bạn thấy nó thảy phát nữa là các bạn lỗ mất một khúc nữa này đó. Nhiều khi các bạn thấy cây này bảo ờ chắc là nó vậy thôi, nó lại lên tiếp đó. Suy nghĩ đó, xong rồi đến cây này nó vật xuống tới đây luôn là chạy không kịp nha. Thì đó là một cái ví dụ đầu tiên về cái bộ nến mà mẫu ba nến giảm, người ta gọi ba nến là người ta tính ba cây nến trong này thôi, nhưng thực tế như mình nói là nó có thể ba bốn năm hoặc có thể là hai, nhưng mà quan trọng nhất là hai cây này, các bạn lưu ý như vậy, hai cây giảm dài kẹp hai đầu. Rồi cái mẫu nến thứ hai thì nến đảo chiều tăng thì nó ngược lại thì nó lại xuất hiện ở đáy của một cái chu kỳ, đáy của một chu kỳ nó có một cái nến xanh thì nhiều người cứ nghĩ là nó tăng nhưng sau đó nó lại giảm lại thì nhiều người lại hoảng loạn bảo chắc nó không giảm nữa đâu chúng ta bán. À, nhưng thực tế nó lại tăng lại, thì khúc này là cũng là ba cây nhưng mà nó có thể là bốn cây, có thể là hai cây, có thể là năm cây. À, thì mình cũng đi tìm, các bạn cứ đi để ý ở một cái đáy xu hướng nào đó. Đây cũng có thể là hình dung nó cũng khúc này này, một cây nến xanh này, à, sau đó tới một cây nến đỏ này. Rồi cây này có thể xanh hoặc đỏ, cây này xanh hoặc đỏ, nhưng mà đây là cây xanh thì bắt đầu nó báo hiệu đi lên. À, cho nên mình nói là trong trong vòng nó có thể là ba hoặc năm hoặc hai hoặc một, có thể sáu bảy luôn, nhưng mà thường nó có thể là khi xác nhận một cây xanh tiếp theo thì nó sẽ chạy lên. Cái ví dụ đó thì nó cũng chưa có rõ ràng lắm ha. Đây cũng được này, đó, một cây đang ở trong đáy một xu hướng này, nó xanh sau nó đỏ đỏ nó lại xanh thì nó đi lên, đến đến thậm chí như thế này cũng đúng này các bạn này, thấy một cây nến xanh này, nó đang ở đáy đây, đang ở vùng thấp của một xu hướng này, một cây nến xanh cho nó là đỏ đỏ ba cây nến đỏ xong tới một cây nến xanh thì bắt đầu xác nhận là đảo chiều ở đây, đảo chiều đi lên. Đây cũng vậy này, cũng có thể được chấp nhận này, đây một cây nến này không đi nó đỏ 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 nhưng mà xanh đây là bắt đầu nó xác nhận đảo chiều đi lên đó, hoặc như cây này cũng rõ ràng này, nó đang xanh cho nó đang ở đáy này mà đi xanh trong đỏ
cây này có thể tính là đỏ đi tại vì nó thấp hơn cây này. Đó, đỏ xong tới cây xanh này thì nó xác nhận đi lên, nhưng có thể là cây này nó xác nhận kỹ hơn. Đây là một mẫu cũng rất là điển hình này, xanh này, xong tới ba cây đỏ này, bốn cây đỏ luôn, xong lại cây xanh thì bắt đầu đi lên. Đó, thì các bạn nhìn nó đơn giản như vậy thôi ha, hình dung rồi. Để chúng ta biết là khi nào nó đảo chiều đây này, một cây nến xanh này, một đỏ, hai đỏ, ba đỏ tới cây xanh này là xác nhận đi lên này. Đó, thì là chúng ta có thể mua vào. À, nó cái mẫu nến này thì nó có vẻ nhiều hơn. Đó, thì mình chia sẻ mẫu nến thứ hai như vậy, nó là ba nến đảo chiều tăng, nói là ba nhưng mà thực chất nó là 5, 6, 7 cũng được. Nhưng mà nhìn cái hình dáng của nó là có một cây xanh ở đang ở đáy, một cây xanh nghĩ là nó hồi nhưng mà thực tế nó, những cây hôm sau nó giảm, thì các bạn cũng nó giảm mà nó giảm không có lủng cái cây này ha, hoặc là có thể lủng sâu hơn, nhưng mà các bạn có thể là kiên nhẫn thêm một hai cây và đến khi nào xuất hiện cây xanh này thì các bạn có thể mua. Tức là cái cách để cho các bạn có thể bắt đáy á, nhiều nhiều bạn bắt đáy là thấy là nó rơi, ví dụ như là hôm trước các bạn thấy là ví dụ cô tích công chẳng hạn, nó rơi hoặc là nhiều quanh gì đó, nó nằm sàn liên tục hay tự nhiên nó xuất hiện, nó đang cứ đáy 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 miết thì nó nằm xuất hiện cây xanh này, đã nên mua hay chưa? Là chưa nên mua cây này ha, các bạn chờ tiếp tại vì hôm sau nó có thể xuống tiếp. Đó, thì các bạn lại chờ, chứ còn nhiều người thấy nó quay ngược lại, nó xanh là bu vô mua. Giống như cô tích công vậy, nhiều bạn hỏi mình là mua chưa, nó hoặc là Vietjet như vậy, không nó rơi rất là sâu. À, nó cứ rơi rơi xuống đáy liên tục rồi đâu biết đâu là đáy đâu. Thì nên như lúc nào thì chúng ta biết nó đảo chiều để chúng ta mua vào. Đó, thì chúng ta thấy là cứ giờ giảm như thế này, chờ cây xanh sau hai ba cây giảm nữa, nó gọi là bull trap hoặc là bear trap gì đó. À, thì chúng ta cứ thấy nó giảm kệ nó đi. Cây này xanh kệ nó, không có mua đuổi. Chờ nó giảm tiếp xong rồi tới cây xanh thực sự như thế này chúng ta mới mua vào ở cây này nè ha, chứ đừng có mua mấy cây này. Tất nhiên là mua mấy cây này thì cũng có thể là lợi hơn, các bạn có lợi hơn, nhưng mà nhiều khi là mua những cây này nó đi xuống tiếp luôn á, nó đi miết luôn, không chưa quay lên được ha, thì các bạn phải chờ cây xác nhận đảo chiều này. Nhiều người nói là mua khi mà nó xác nhận đảo chiều tăng á, chứ còn những cây này là chưa xác nhận được, kể cả cây rút chân này cũng không xác nhận được. Đó, thì đó là mẫu nến thứ hai ha. Mẫu nến thứ ba, đó, mẫu nến này chỉ hai cây thôi. Thì ở đây người ta cũng có giải thích này, đây là mẫu nến nhận chìm suy giảm ha, mẫu nến nhận chìm suy giảm, tức là nó xuất hiện ở đỉnh của một chu kỳ. Ha, tức là thị giá đang lên á, thì nó là sao? Tức là đang tăng, một cây nến xanh đang tăng rất là tốt. Đó, đang tăng rất là tốt và đặc biệt là hôm sau á, giá mở cửa nó còn cao hơn cái giá hôm trước nữa. Tức là cái cây nến ngày hôm sau á, nó giá mở cửa nó nằm trên này nè. Tuy nhiên nó mở cửa trên cao nhưng mà nó cũng có thể đi lên được rồi. Nó đi lên nhưng mà nó không ổn. À, sau đó kết phiên thì nó lại kéo xuống giảm và cây nến đỏ này nó sẽ dài hơn cây nến này, giống như nó bao trùm luôn. À, cái cây nến đỏ bao trùm luôn cây nến xanh này. Đó, thì nó gọi là mẫu nến nhận chìm suy giảm, tức là nó bắt đầu giảm và giảm rất là mạnh. À, thì chúng ta cũng đi vào biểu đồ. Đây ví dụ, đây là một ví dụ điển hình này, các bạn có thể thấy này. Đó, đang trong một chu kỳ tăng như thế này, cái nến xanh rất là đẹp như thế này. Nhưng mà nó vướng một cái nến đỏ như thế này, gọi là nến nhận chìm suy giảm. Cái này trong clip hôm trước thì mình có nói sơ bộ rồi ha. Nếu những bạn nào xem những cái clip trước của mình á thì các bạn có thể là mình có nói về cái khúc này rồi. Trong cái phần phân tích kỹ thuật phân tích nhận định của cái tuần trước này mình có nói về cái này. Đây là xuất hiện mẫu nến nhận chìm suy giảm thì nó sẽ giảm. Đó. Rồi các bạn đi tìm tiếp ha, đi tìm tiếp đây này. Nó rất dễ nhận ra ha. Tại vì nó là hai nến rồi thì nó rất dễ nhận ra. Đây này, đây cũng có thể này. Một cây nến đỏ, cây nến xanh này. Cái này thì nó chưa rõ ràng lắm ha, nhưng mà bản thân nó là cũng là vậy. Đây, một cây nến xanh xuất hiện một cây nến đỏ bao phủ toàn bộ, là mẫu nến gọi là nhận chìm suy giảm. Đây tức là đang tăng như vậy nhưng mà có một ông đỏ, ông ấy bao ông ấy, cái thân của ông đỏ to hơn ông che luôn cái ông xanh. Nếu cậu bạn cộng nến lại thì đây là một cây nến đỏ rất là dài ha, thì nó báo hiệu một xu thế giảm. Đó, thì các bạn mẫu nến này các bạn cứ đi tìm ở cái đỉnh của một xu hướng nào đó thì nó đây đó, thấy không? Đang xanh thì nhân gặp một cây nến đỏ bao trùm toàn bộ là nó sẽ giảm ha. Cái nến này thì nó đơn giản, nó xuất hiện nhiều hơn cho nên là chúng ta ví dụ nó nhanh hơn. Đó, nhiều khi chúng ta đi vào một cái cổ phiếu nhất định cũng vậy ha. Các bạn có thể là cho nó dễ hình dung đi, chứ ví dụ ở đây thì nhiều khi các bạn lại bảo ví dụ bằng cái chỉ số thì nó không phù hợp. Chỉ số thì nó cũng giống vậy thôi, về phân tích kỹ thuật thì nó giống nhau thôi. Đây cũng có thể là các bạn hình dung đây này. Đó, cây nến đỏ nó dài hơn thì nó cũng báo hiệu một xu thế giảm. Hoặc cây này này ha, bạn thấy màu xanh cũng đang trong xu thế đi lên, dù đi lên nên ngắn hay là nhiều nha, một chu kỳ dài hay một chu kỳ ngắn cũng vậy, đang đi lên mà gặp một cây nến xấu như thế này thì nó đi xuống. Kể cả như cây này cũng xấu này.
Rồi thì mình ví dụ vậy thôi để các bạn có thể là tự tìm tòi và tự nghiên cứu ha. Cứ nhớ là đang trong một chu kỳ tăng, thị trường đang xanh đẹp mà xuất hiện một cái ngày nào đó ha, mà nó có một cái nến đỏ bao trùm như thế này, tốt nhất là bán ngay cây này cũng được ha. Nhiều bạn nào rành á mà giỏi á thì chúng ta phân tích được thì chúng ta bán ngay cây này này. À, còn sợ nhất là nhiều khi mua cây này mà hôm nay cổ phiếu chưa về này. Cái cây nó giảm như thế này mà cổ phiếu chưa về mới là dã man này. À, là hôm sau nó có thể rơi tạo gáp luôn, nó tít ở dưới này, khi các bạn bán T3 về lỗ chắc luôn. À, rồi mẫu nến tiếp theo thì nó ngược với cái nến này. Đây thì nó lại là nến nhận chìm tăng trưởng. À, thì nó ngược lại với nến kia, tức là nó đang trong một xu thế giảm rất là mạnh ha. Thị trường đang giảm với cái nến đỏ như này thì nó xuất hiện một cái nến xanh, và cái nến xanh này thì các bạn thấy là cái giá mở cửa của nó có thể thấp hơn là cái giá đóng cửa ngày hôm trước của cái nến đỏ này, tức là khi nó mở cửa ra thì nhiều người nghĩ chết rồi, nó này nó giảm, nó mở cửa mà nó còn thấp hơn là hôm trước nữa ha. Thì chắc là nó sẽ giảm sâu, cho nên là nhiều khi các bạn, tôi vẫn nói các bạn là nhiều khi mua thì cũng chờ sau 2 giờ hoặc sau 2 giờ 15 gì đó nó rõ xu hướng của chúng ta mua, chứ nhiều khi nó đang giảm như thế này, các bạn thấy mở cửa như thế này các bạn nghĩ là hôm nay nó còn rơi nữa ha, nhưng mà thực tế đến chiều hoặc là phiên kết phiên thì nó kéo ngược lên đó, thì là bắt đầu là nó báo hiệu một cái xu thế đảo chiều và nó sẽ tăng rất là mạnh sau cái nến này ha. Tức là thân nến xanh thì nó che được, nếu các bạn cộng nến lại thì là đây là một cái nến xanh ha. Các bạn để ý, nếu bạn phải biết phương pháp cộng nến nữa nha, có thể cộng 2 3 nến, 5 nến một tuần, các bạn cộng lại các bạn nhìn ra nến tuần luôn, các bạn khỏi phải mở đồ thị tuần làm gì, các bạn cộng nến lại là ra ha. Thì đây là nó xuất hiện ở đáy của một chu kỳ đang giảm đỏ như thế này, xuất hiện một cây xanh mà nó phủ luôn cái cây nến cuối cùng đó, thì bây giờ các bạn đi tìm ở cái vùng đáy ha, vùng đáy của một cái xu thế đây, các bạn thấy này. Rất rất dễ đây, các bạn thấy đang giảm này đúng không, thấy một cái nến đỏ đang giảm như này nhưng mà lại xuất hiện đây, cái nến này thực tế là nó mở cửa ở đây là thấp hơn này, xong nó nhúng nhúng tít như này, này. Đó. Trong phiên nó nhúng nhúng tít như này nhưng mà đến kết phiên thì nó đóng tít trên cao này thì nó báo hiệu một xu thế đảo chiều. À, đó, bắt đầu đi tăng này, tăng lên miết này đó. Thì rất rất dễ hình dung vậy thôi, mấy cái mẫu nến này thì dễ hình dung, kể cả cây này cũng có thể được xác nhận là như vậy. À, cây nến xanh nó tăng, nó bao trùm được cây nến này đây này đó, cái này nó có một cái mẫu nến khác lát nữa mình sẽ gặp này, nó y như cái này luôn, các bạn lưu ý nha, mẫu nến bằng đít này. À, tí nữa mình sẽ giới thiệu, nhưng mà bạn thấy là đây là cây nến này nó bao trùm luôn được cây nến này thì nó báo hiệu tăng rất là mạnh. À, các bạn hình dung là mình các bạn có thể theo dõi, xong các bạn dừng clip lại, xong các bạn vào biểu đồ các bạn tự đi xem, các bạn mở bất kỳ một cổ phiếu khác nào lên các bạn xem nha, để các bạn ứng dụng được liền, các bạn hình dung là những điều mình nói là đúng. À, các bạn có thể là tự tìm cho mình những cái cổ phiếu như vậy để chúng ta tính toán. Đây này, cây nến này này, nó bao trùm được như thế này. Rồi, đấy là mẫu nến thứ 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 tư rồi ha, nến nhận chìm tăng trưởng và suy giảm. Mẫu nến thứ năm à, là nến mô hình nến sao hôm, Evening Star gì đó. À, thì nó xuất hiện ở đỉnh của một cái chu kỳ tăng. Thì nó sẽ báo hiệu là khi mà nó xuất hiện ở trên cái đỉnh của chu kỳ tăng thì nó sẽ báo hiệu giảm, tức là đây thị trường đang tăng ngon. À, thì xuất hiện một cây nến gọi là với cái này giống như là một cây nến nó có gọi là cái biên độ dao động trong một ngày rất là hẹp, thậm chí cái này phiên này có thể thanh khoản có hoặc không có nha, thanh khoản thấp hoặc là cao tùy, không quan trọng. À, và thậm chí nó có thể là xanh hoặc là đỏ cũng được, tức là nó đang một cái chu kỳ tăng mà cây nến tăng rất là mạnh, tăng rất là nhiều khối lượng rồi vốn này, mọi thứ là ổn và đang trong một chu kỳ đi lên như thế này, nhưng mà nó xuất hiện một cái ông này, tức là một cái nến rất là nhỏ, thân rất là ngắn ha. À, và thậm chí nó tạo ra khoảng cách tăng rất là lớn nhưng mà nó lại không đi được, tức là nó muốn lên nó không lên mà nó không giảm đó. Thì cây nến này nó có thể là xanh hoặc đỏ nha, mà xuất hiện ở đỉnh của một chu kỳ ngay sau đó là lại một cây nến đỏ thì nó báo hiệu là thị trường bắt đầu đảo chiều giảm. À, thì chúng ta đang đi điển hình như đây cũng vậy này, đây nó cũng gần giống này, các bạn lưu ý ngắn gọn nhìn vào cái thấy liền luôn, đây đang là một cây nến xanh này, nó xuất hiện một cây này, hai cây này là nó gộp lại vẫn thành một cây là có thể là xanh hoặc đỏ, xong sau đó là một cây đỏ thì nó báo hiệu giảm ha. Bản thân cổ phiếu này cũng đang sắp sắp sửa giảm ha, các bạn lưu ý. À, đang chu kỳ đi lên tự nhiên gặp ông này, nếu hai ông này các bạn cộng lại thì nó vẫn là một cây nến như nhau, nó có thể màu xanh hoặc màu đỏ kệ, nhưng mà nó lại thấy thêm cây này nữa là báo hiệu giảm. À, thì các bạn đi tìm một cái mẫu nến khác đi, mẫu nến sao hôm sao mai này, thì nhiều khi cái cổ phiếu mà nó ít, cái khối lượng giao dịch nó ít á, thì các bạn dễ hình dung hơn. Thằng cha này thì nó giao dịch nhiều quá thì nói chung là các bạn cứ hình dung nó đang tăng mà nó xuất hiện một cái nến không không rõ xu hướng. À,
Đây cũng là một điển hình này. Đó, thị trường đang tăng rất là tốt. Đây lại xuất hiện một cái mẫu nến nữa, lát mình sẽ nói mẫu nến này. Đây này, nó. Tức là đang tăng như thế này ha. Xuất hiện một cái nến, nó có thể là doji, nó có thể là nến gì đó. Doji hoặc là nến chuồn chuồn hả? Nến không không phải chuồn chuồn, nến doji thôi, doji thường thôi. Đó, mà đặc biệt là nó có thể là vol thì không quan tâm nha. Nhưng mà nó có thể là cái biên độ dao động giá của nó rất là hẹp. Đó. Và ngay sau đó là một cái nến đỏ thậm chí rớt tạo gáp luôn. Đó. Thì là nó báo hiệu một chu kỳ giảm ha, còn cái này là những phiên hồi kỹ thuật này thì thôi kệ. Đây cũng là một cái điển hình này, nó đang tăng như thế này, nó xuất hiện một cái nến doji ha, không rõ xu hướng, nhưng mà sau đó là một cái nến đỏ thì báo hiệu giảm, và nó giảm tạo gáp luôn. Đây các bạn thấy một cái gáp rất là rộng rồi đó. Thì cái mẫu nến ấy, tức là cái hình mình đưa ra đây thì nó là lý tưởng thôi, nhìn nó đẹp như thế này thôi, còn trong thực tế các bạn phải để ý là nó không đẹp như thế đâu. Có thể đây xanh này, nhưng nến doji này, một cái nến đỏ này, hoặc là một cái vùng nào đó ha. Đó, thì các bạn cứ 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 có thể là mình nghiên cứu, mình thấy mình nói tới đâu các bạn có thể cho nó dừng lại. Này, đây. Đây cũng được. Đây thì nó không rõ ràng lắm. Các bạn có thể cho clip dừng lại đây, đang tăng này, xuất hiện một cái nến. Cái thân nó rất là hẹp. Cái thân nến hẹp thôi nha, còn cái râu nó dài như thế nào các bạn kệ, các bạn quên nó đi, các bạn mình chỉ nói là cái thân nến nó hẹp thôi. Đó, và đặc biệt hôm sau nó rơi tạo gáp thì nó lại giảm tiếp. Đây này, đó đang tăng này, các bạn thấy không? Cái này là nói rõ ràng nhất luôn này. Đó, nhìn vào cái mẫu đồ này này, tăng rất là đẹp, cái nến xanh dài miên man luôn. Đó, xong tự nhiên đến hôm này, thứ nhất là vôn giảm này, thứ hai là cái biên độ giá cực hẹp luôn. Nó và ngay sau đó là một cái nến đỏ thì nó còn giảm, và bản thân ông này chắc là sẽ còn giảm nữa. À, có thể giảm về vùng này, hay vùng 65. Hoặc là trước mắt là 67 ha, sẽ về 67 đó. Thì các bạn ví dụ các bạn đưa vào đây các bạn đi soi liền, à, soi liền xem mình nói nó có đúng không. Rồi đây là nến nến sao hôm, và tiếp theo là nến sao mai thì nó ngược với cái nến này. À, đây là nến sao mai thì nó xuất hiện ở đáy của một cái chu kỳ, à, nó đang đỏ giảm như thế này, nó cũng xuất hiện một cái nến không rõ xu hướng, và nó có cái biên độ dao động rất là hẹp, nó có thể là xanh hoặc đỏ, và sau đó là một cái nến xanh thì nó báo hiệu tăng, à, tăng trở lại ngược với cái nến kia thôi. Nến kia là xuất hiện ở đỉnh, cái nến này xuất hiện ở đáy. Này các bạn lại đi tìm ở đáy. Đây này, cây này cũng được rồi. Này mình mở nó dài ra thì nhìn cái nến nó dài thôi, chứ thực tế thì cái nến này nó cũng ngắn. Đây các bạn thấy đang trong một cây đỏ như thế này. À, xuất hiện một cái nến có biên độ dao động rất là hẹp. Ừ. Kế sau đó là một cây nến xanh, tức là chúng ta phải cần ba cái yếu tố này, ba cây này nó mới kết hợp thành một cái tín hiệu nha, chứ còn đừng có nhìn tới đây xong thấy đây bảo đây là đảo chiều rồi, thì chúng ta lại phải sử dụng cái mẫu nến đơn hôm trước á, thì nó mới đúng được. Chứ còn cái nến này nó bản thân nó là một cây nến không không rõ xu hướng này, à, thì nó phải kết hợp thêm cây này nó mới cho ra rõ xu hướng là tăng lên. Đây thì không rõ lắm ha. Đây cũng không rõ lắm đó, nhưng mà các bạn có thể là lấy ví dụ được ha, lấy ví dụ được, đây cũng được này. Đó, đây thì bản thân nó là một cây nến doji ha. Hôm trước các bạn, nếu các bạn mình có nói cái clip đơn á, thì đối với cây nến doji thường này này thì nó là không rõ xu hướng, nhưng mà nó lại kết hợp lại với bộ nến nữa, là ví dụ đang trong một cây giảm này ha, thì nó xuất hiện một cái nến sao mai ở đây giống như cái này đó, và sau đó là một cây nến xanh rất là dài thì chúng ta có thể mua được. Đây cũng có thể tính được này, đúng không? Đang trong xu thế giảm này, xuất hiện một cái nến có cái biên độ dao động rất là hẹp, cái biến động giá đó, mở cửa và đóng cửa gì đó thì nó nằm loanh quanh đó thôi, rất là gần đó. Rồi sau đó là một cái nến xanh thì nó đó bảo đảo chiều tăng. Đây cũng có thể được tính, không không không, không được. Góc bên này này, đó, đang đây. Đó thì các bạn đi, các bạn xoay, các bạn tự tìm ha. Tức là mình cứ nói rõ là đang trong một cây nến giảm hoặc là xu thế giảm xuống, xuất hiện một cây nến có biên độ dao động cực hẹp, nến xanh hay nến đỏ đều được ha. Tức là cái vùng giá này này, cái cây, cái thân của cây nến này gọi là thân nến, còn cái này gọi là râu nến ha. Mình nói cái thân nến rất là hẹp rồi, cái biên độ của nó rất là hẹp, vôn to hay vôn nhỏ kệ không cần biết, và nến xanh hay nến giảm đều được, và tiếp theo là một cây nến xanh thì ở đáy của một chu kỳ thì nó đi lên, thế thôi, hiểu hiểu đơn giản như vậy thôi. Rồi ở đây nó tới hai cái nến nữa, hai cái nến thì nó gọi là nến Harami. À, nến Harami thì thứ nhất là cây nến Harami thế này, cái nến này nếu nếu mà nó gọi theo 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 phương án của người Nhật đó, nó gọi là cây nến là người mang bầu á. À, tức là một cây nến to như vậy, tức là nếu cái cây nến này là Bullish Harami ha, nó xuất hiện ở đáy của một chu kỳ giảm
Đó, thì hôm trước mình phân tích về cái chỉ số, mình cũng có nói về cái bộ nến này rồi. Đó, thì nó đang là một cái nến giảm như này, hôm sau nó mở cửa. À, các bạn lưu ý, giá mở cửa. Mở cửa ở cái giá là vùng giá cao. Ha, mở mở cửa là cao hơn cái đáy. Hôm cái cây nến này đáy nó nằm đây, hôm sau nó mở cửa xanh hơn. Ha, xanh hơn và đi lên hơn. Đó, xanh và đi lên. Thì là nó có thể nằm trong cái bụng của cây nến này thôi. Nó không cần nên tút trên này đâu, nó chỉ cần lên như thế này thì nó báo hiệu đảo chiều tăng. Còn ngược lại ha, đang trong một cái đỉnh mà ba cái nến xanh như thế này xuất hiện một cái nến giảm đỏ nhỏ như thế này thôi. Đó, thì nó bắt đầu báo hiệu xu thế giảm ha, chúng ta đi vào chúng ta xem luôn. Đây, cây này cũng được này, các bạn có thể tính đây là đáy này, đang có đáy một xu thế giảm này. Xuất hiện một cây nến xanh, cái này thì nó không rõ ràng lắm tại vì nó bằng đít ha. Nó bằng đít. Các bạn quay lại cái chỉ số VN Index thì các bạn thấy nó rõ hơn. Tại vì mình chưa có tìm nhiều cái cổ phiếu để mình đưa ra cái mẫu. Đây, cái nến này hôm trước mình có nói này. Cái hôm 28 tháng 2 này. Đó, nó giảm một cái nến rất là sâu như thế này. Thì mình chỉ nói hôm sau nó mở cửa ở đây và nó đóng cửa trên này thôi, có dù là nhỏ lắm thôi. Cứ đóng cửa trong cái biên độ này thì nó sẽ tăng lại. Đó, nếu bạn thấy nó tăng. À, bạn thấy nó tăng. Tức là nó phải cái giá đóng cửa phải cao hơn giá mở cửa chưa? Còn trường hợp ngược lại mà cái giá đóng cửa mà thấp hơn giá mở cửa thì nó lại đi xuống. À, dù là chen gì, à, dù là đang trong chen giảm hay chen tăng cũng vậy, tôi nói rồi. Nó mở cửa thì ở vùng nửa thân nến này, nửa thân của cây nến hôm trước, và nó đóng cửa có thể là nửa trên hoặc là nó cứ đóng cửa ở phía trên là được, chứ còn đừng có mà mở cửa ở trên xong rồi đóng cửa ở dưới là tiêu cái lậu, là nó giảm tiếp ha. Đây ví dụ đây cái này. Nó mở cửa ở đây nhưng mà đóng cửa dưới này, tức là nó lại đi xuống tiếp á. Thì các bạn hình dung nó vẫn là bản thân nó gần giống như một cái nến măng Harami đây, nhưng mà nó lại là xu thế giảm vì nó mở cửa ở đây nhưng mà nó đã đóng cửa ở đáy ha. Các bạn đi tìm tiếp đi, nó cũng nhiều lắm. Còn cái mẫu nến mà nó đây, cái này thì nó không rõ ràng lắm, nhưng mà đây nó cũng xuất hiện này, ở đáy đang xu thế giảm này ha. Đây đang cái này là ở đỉnh ha, cái này ở đáy này đang đang đỏ gặp một cây xanh, đang đỏ này, gặp một cây xanh này, nó đi lên. Cái này bản thân nó là một cái nến hai kinh men rồi thì không nói rồi, đang đỏ gặp cây xanh này, cây nến chùm bao phủ hồi nãy rồi. Cái này là mô hình nhận chìm tăng trưởng rồi. Mẫu nến Harami này có vẻ ít ít gặp ha. Đây cũng có thể được coi là một cái mẫu Harami. Nó không có thể là nó nhìn nó đẹp như cái hình mình đưa ra đâu, nhưng mà thực tế là các bạn thấy là trên đang trên đỉnh như vậy, nó xuất hiện một cái nến đỏ nhỏ hơn à, thì là nó có thể là báo hiệu một xu thế giảm. Đây. Đó, đang tăng. Xuất hiện một cái nến đỏ giảm thì nó báo hiệu giảm rồi đó. À, các bạn có thể bán cây này hoặc bán ngay cây hôm sau cũng được. À, cái này là nó giống nhất nè, nó giống với cây này đang ở đỉnh của một xu thế. Còn mình nói rồi, đỉnh là có thể đỉnh ngắn hạn hoặc đỉnh dài hạn nha, nhưng mà biết nó đang trong xu thế đi lên mà nó gặp một cây nến như vậy là nó giảm. Đó, đây, cái này là nhìn rõ nhất này, đúng một cây nến xanh nhưng gặp một cây nến đỏ là nó đi xuống. Rồi đang đỏ mà gặp xanh nhưng không thấy, ít. Đang đỏ gặp xanh hơi ít ha, thì lúc nãy mình có ví dụ rồi, mình nãy ví dụ đối với chỉ số VN Index rồi đó, là các bạn hiểu rồi. Vậy thôi, đó. Đó là bộ nến Harami ha, Harami tăng trưởng và Harami giảm, tăng và giảm đó. Thì các bạn cứ nhớ là nó đang ở đáy mà nó xuất hiện một thằng xanh nhỏ hơn nằm ở trong, mà nó đóng cửa nằm ở giá cao, mở cửa có thể là nằm ở khúc giữa này, nhưng mà đóng cửa ở trên. Còn nếu đóng cửa mở cửa ở đây hoặc là mở cửa ở đây mà đóng cửa ở đây là cũng chết ha. Đó, còn đang ở đỉnh mà gặp một ông như vậy ha, mở cửa vùng cao nhưng mà đóng cửa vùng thấp này là nó đi xuống. À, mẫu nến tiếp theo ha, nó gọi là mẫu nến, cái này gọi là mây đen bao phủ ha, gọi là nến mây đen bao phủ. Thì đây các bạn thấy là nó ghi là giá mở cửa của nến đỏ lớn hơn giá đóng cửa của nến xanh đó. Thì cái này nó xuất hiện ở một cái xu thế, gọi là xu thế nó đang ở đỉnh của một chu kỳ à, đang ở đỉnh của một chu kỳ và nó xuất hiện cái nến này thì nó báo hiệu giảm à, tức là thị trường đang xanh như thế này đẹp
Đó, đang xanh như thế này đẹp, nhưng mà xuất hiện một cái ông nến gọi là ông này mở cửa cũng khá đẹp đấy. Ông này mở cửa thì cũng nằm trên này, mở cửa nằm trên này chứ, mở lớn hơn giá đóng cửa đúng không, mở cửa nó nằm trên này nhưng mà đóng phiên thì nằm đây, tức là nó giảm rất là sâu và nó giảm dưới 1/2 thân nến dài này. À, bản thân cái nến xanh ngày hôm trước nó như thế này, nó ở đây và nó đóng cửa ở đây, nhưng mà hôm nay ông này ông mở cửa ra là ông mở cửa cao hơn nhưng mà đóng cửa thấp hơn, nói chung là vậy, mở cửa cao hơn đóng cửa thấp hơn. Và các bạn nhìn cái hình dung mẫu nến này thôi, à, gọi là mây mây đen bao phủ ạ. Nhiều khi đi tìm mấy cái này mình cứ vào chỉ số cho nó dễ đi. Các bạn thì có thể tìm ở ở đâu đó ha, tìm ở đâu đó, tìm ở các cái đây. Đây nó có một dạng đấy ha, có thể là nến này nó to hơn hoặc ngắn hơn nhưng mà các bạn thấy nó đang đi lên đẹp như thế này. Chắc ông này ông mở cửa thì thấy cao hơn, nó tạo gáp luôn á, mở cửa tạo gáp nghe thấy rất là có vẻ đẹp nhưng mà cuối cùng nó kết phiên thì nó lại thấp hơn. À, kết phiên thấp hơn cái thân cây này. Chỉ cần thấp hơn 1/2 thôi đã tạo ra điều xấu rồi. Và đây nó kết phiên sâu hơn thì nó báo hiệu giảm. À, báo hiệu giảm. Còn nhiều bạn này chờ chờ đảo chiều là chờ cây nến Hammer này thì thôi, nến búa này thì chờ nó hơi lâu. Nó chậm hơn, tín hiệu nó chậm hơn. Đó thì mình có thể hình dung ra cây này cũng có thể vậy này. Đang trong một xu thế tăng rất là đẹp này. Đang lên vèo 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 lên tới đây. Ông mở cửa cao hơn nhưng mà ông đóng cửa thấp hơn là báo hiệu giảm. Đó. Chứ còn các bạn đừng có nhìn cái chờ cây nến nó to mà nó đẹp như thế này nha, các bạn không cần thiết đâu, nó giống giống nhau là được rồi, đang tăng mà gặp một cây nến, chứ còn bản thân cây nến này là không rõ xu hướng này nhưng mà nó gặp cây nến này kết hợp vô nữa thì rất là xấu, đó là nó đảo chiều liền đây nữa này, đó gặp ông này là đi xuống luôn này, cây này cũng vậy này, nó đang tăng như thế này, nó mở cửa cao hơn nhưng mà đóng cửa thấp hơn một nửa của cây nến này. Đó là báo hiệu đi xuống. Đó, rồi, đơn giản vậy thôi ha. Rồi, mẫu tiếp theo là mẫu cũng là mây ha, nhưng mà mây tăng trưởng ha. Thì là cái giá mở cửa của nến xanh thấp hơn nhưng mà nó đóng cửa nhỏ. Nó đóng cửa là cao hơn và nó đang ở xuất hiện ở cái đáy của một cái chu kỳ ha. Đang đỏ như thế này, gặp một cây xanh mở cửa ở thấp hơn, nghĩ là rất là hoảng hồn nhưng mà thực tế nó lại lên xanh. Này, đây đây này, đó đang là một xu thế giảm như này, ông này mở cửa nằm như này luôn, nhìn nhiều người hoảng hồn nhưng mà nó lại hồi lại, nó có thể đóng cây này thì nó không rõ ràng lắm ha, tốt nhất là chúng ta đóng cửa nó nằm đây, ví dụ các bạn thấy cây này này nó cũng cũng dễ hình dung này, đang giảm như thế này, ông này ông mở cửa dưới này luôn, mở cửa dưới này ha, thì nó tạo ra cái gap này nhưng mà nó kéo lên đóng cửa xanh thì nó báo hiệu đi lên ha, bạn lưu ý như vậy nha, đang giảm. Đó, cái nến này mở cửa có thể giảm thấp hơn nhưng mà đóng cửa lại cao hơn. Đó, thì cái này gọi là cái mây mây đen tăng trưởng ha. Rồi cái kia là mây đen suy giảm, còn này là mây đen tăng trưởng. Chúng ta có thể là hình dung ra như vậy, nó đơn giản nha, các bạn tự tìm thêm nha, chứ mình mà đi mình tìm mấy cái mẫu đó nữa thì nó rất là mất thời gian ha. Đây cũng có thể này. Đó, đang giảm như thế này. Ông này mở cửa nằm đây, thậm chí có nhiều phiên test xuống dưới này nhưng mà kết phiên nó đóng như thế này thì nó báo hiệu đảo chiều rồi, là đi lên ha. Còn đây nến nến búa này xuất hiện thì nó còn xác nhận rõ hơn nữa này ha, đây hanging men xuất hiện này thì nó đảo chiều đi lên này, đó nó có thể nhiều người nó biết là mua ngay cây này này chứ không cần chờ tới cái nến búa này đâu ha. Còn thường chờ nến búa này xuất hiện thì biết là đảo chiều rồi thì mua thì không nói rồi đó, đây này nến búa này xuất hiện này đi lên này, nó đang giảm xuất hiện nến búa là đi lên đó, cái nến nến đơn hôm trước mình làm rồi ha, các bạn quay lại các bạn coi ha. Đó. Đây và mẫu nến tiếp theo đó là mẫu nến nến nhíp ha, nó gọi là nến 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 đỉnh nhíp và đáy nhíp á. Thì ví dụ nến nhíp lúc nãy mình có nói sơ bộ lúc mình có gặp á, thì ví dụ như hai cái nến này nó bằng đít. Đây là hai cái nến này, nó bằng bằng đầu bằng đít gì đó. Đây là bằng đít, còn đây là bằng đầu. Đang ở đỉnh mà nó xuất hiện hai cây nến bằng đầu như thế này. Mà cái nến đỏ thì nó giảm sâu hơn. Ha. Nó giảm sâu hơn, tức là nó ông này có thể tăng ha, nó tăng lên đây nhưng mà cái thằng này mở cửa thì bằng cái giá đóng cửa thằng kia nhưng mà nó lại kéo xuống thì là nó báo hiệu giảm.
Còn nếu mà nó xuất hiện ở đáy, tức là đang giảm như thế này ha, giá mở cửa ở đây và ông này mở cửa thì bằng cái giá ra. Ông này đóng cửa, để nói lại nha, đang tăng như thế này đúng không, đang tăng như thế này thì đây là giá đóng cửa đúng không, và ông này mở cửa thì nằm ở trên này, mở cửa bằng với giá đóng cửa của cái cây nến cao ngày hôm trước, nhưng mà đóng cửa thì lại thấp hơn ha, đóng cửa là một cái nến giảm. Còn ông này cũng vậy, ông này thì đóng cửa là một cây nến đỏ ha, nhưng mà thằng này mở cửa như vậy và nó kéo lên ha. Đó thì giờ chúng ta đi vô này, chúng ta nãy lúc nào mình nói thấy hai ba cái nhíp ở chỉ số đúng không nào, ở chỉ số thì nó đây không 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 có bằng nhíp, lúc nãy mình thấy hai ba cây nhíp đẹp lắm mà không biết là chỗ nào, không biết là có phải ở cái này hay không. Đây cũng có thể này. Đó, cái này ở đáy này. Ủa, lúc nãy mình không biết là mình lấy cổ phiếu nào mà mình thấy cái đỉnh nhíp và đáy nhíp nó rõ ràng lắm mà. Cái gì vậy? Ở đây nó cũng có thể là một cái hình như nó không bằng lắm đâu, nhưng mà nó cũng có thể tính được ha. Đây này các bạn thấy hai ông bằng đầu này, hai ông bằng đầu này. Đây này, hai ông bằng đầu. Đó, thì đó. À, đây là đang ở đáy này, xuất hiện hai cây nến bằng đít này. Đi lên là nó đi lên. Đó, mấy ông này bằng đầu này, đi xuống. À, đang tăng mà gặp xuất hiện mấy ông bằng đầu đi xuống, hai cái này cũng có thể được tính này. Đây đây, cái này đẹp nhất này, chính xác luôn này, này bạn thấy không, nó đi xuống hai cây bằng đít này. À, đáy bằng nhau à, mà một ông đang trong xu thế giảm này, xuất hiện ông này xong ông kia mở cửa ở đây, đóng cửa tút trên này rồi đi lên này đó. Đó, cái cây này là rõ ràng nhất, là đẹp nhất, là chính xác, cái mẫu ví dụ này nhất này. À, còn tìm cái nào cho trên đỉnh mà nó bằng nhau nữa thì ví dụ nó sẽ đẹp hơn. À, thì các bạn tự tìm đi ha, các bạn tự tìm để lấy cái ví dụ cho mình đi, tại vì mình ngồi mình mò thì nó hơi lâu. Chứ nhiều khi mình gặp cái mẫu nến đó thì mình nhìn là mình biết đó. Đây này, các bạn thấy đó. Đây này, hai thằng này cũng có thể được tính này. Nó hơi có tí râu thì cũng kệ nó ha. Đây này, đó, hai thằng bằng đầu này. Đang tăng nến xanh rất đẹp, nhưng mà tự nhiên xuất hiện ông bằng đầu nhưng mà đóng cửa thấp hơn này, nó báo hiệu giảm rồi này. Đây này, đó, các bạn thấy đang trong một chu kỳ đi lên như thế này, đó, một cái nến xanh đây, rất đẹp. Ông này mở cửa bằng luôn, bằng với cái giá đóng cửa của hôm trước của nó luôn, nhưng mà nó sau đó kết phiên thì đóng đi xuống, nó báo hiệu đi xuống. Đó. Rồi, đấy là cái mẫu nến nên 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 nhíp ha. Nến nhíp, xem còn mẫu nến nào nữa không. À, còn mẫu nến tạo gáp, tăng tạo gáp hoặc là giảm tạo gáp này thì cũng hay gặp ha, các bạn lưu ý. Tức là nó đang ở đáy của một chu kỳ. À, nó đang tăng mà nó tăng là nó tăng cái nến tiếp theo mà nó tạo ra một cái khoảng trống thì là nó sẽ tăng mạnh. Và ngược lại khi nó đang giảm mà nó giảm nó tạo gáp thì nó sẽ giảm rất là sâu. Bạn hiểu không ạ? Tức là đáng nhẽ là cái giá đóng cửa nó nằm ở đây này, thì hôm sau cái giá mở cửa thì nó cũng phải nằm đâu đó ở đây, nhưng mà nó lại giá mở cửa rít sâu hơn. Cái này chỉ số của chúng ta cũng bị nhiều lần rồi ha, các bạn lưu ý, các bạn chỉ số ví dụ ngày 11 tháng 10 thì phải. Đây bản thân như đây cũng này, tạo gáp này, giảm tạo gáp đây này. Từ đây tới đây này, giảm tạo gáp này. À, ví dụ đi tăng ở đây này, tăng ở đây mà nó tạo gáp từ đây đến đây này, nó là cũng là tăng mạnh này. Đây đây cũng đang phiên giảm tạo gáp này. Đây, tăng cây này, tăng tạo gáp này các bạn thấy không? Nó đóng cửa là ở giá này 926, nhưng mà nó mở cửa nó nằm ngay đây rồi, 937 rồi, tạo một cái gáp khoảng 10 điểm. Ha, nó sẽ tăng mạnh. Còn đây là giảm tạo gáp này. À, đáng ngày này nó đóng cửa 922 mà hôm sau mở cửa nó nằm tút trên này rồi, ở đây chứ. Đó, nó giảm tạo gáp luôn, ở dưới này, 900 nó mở cửa dưới đây này, 902 luôn. Mất 20 điểm luôn, mở cửa là mất 20 điểm rồi. Xong nó trong phiên nó còn nhúng sâu xuống cho nó kéo lên lại. Đây nữa này, giảm tạo gáp vào cây này tạo một cái gáp nhỏ này, nhưng mà cây này tạo gáp mới dã man này. À, gáp từ đây, à, từ
993, mở cửa nó ở dưới này 945, mất mấy chục điểm, 40 điểm luôn, sau đó nó kéo lại được. Tuy nhiên là không ăn thua ha, nó giảm tiếp. Thậm chí có cái phiên mà nó tăng đây, tăng lên mà nó tăng tạo gáp đây rất là đẹp, nhưng mà nó cũng không lên được. Là do sao? Tức là không có vol. Các bạn thấy cây này không có khối lượng giao dịch, không tạo gáp được ha, là nó lại đi xuống là tạo gáp luôn. Đó, các bạn thấy tạo gáp từ đây đến đây. Đó, mấy cái cây tạo gáp thì nó báo hiệu một cái xu thế là giảm rất là mạnh hoặc tăng rất là mạnh. Đang giảm này, tới đây tạo gáp này. Đó. Tăng tạo gáp thì chúng ta vui, nhưng mà giảm tạo gáp đây, tăng tạo gáp đây, một cái dạng tăng rất là nhanh và rất là mạnh, bất ngờ luôn này. Đấy, đang xu thế đi lên từ đây, mở cửa giá đóng cửa ngày hôm trước là 980 đây. Hôm sau mở cửa lên đây. Cái này là 1003, hôm sau mở cửa nó nằm trên này, 1011, tức là tăng 8 điểm, mở cửa tăng 8 điểm rồi. Còn ông này cũng vậy, đóng cửa 1040, hôm sau mở cửa nó đã nằm 1052, tức là ra gáp 12 điểm. Đây nữa, đây đóng cửa 1059 mà mở cửa hôm sau nữa là 172, tức là nó tạo một cái gáp mấy chục điểm thì nó tăng rất là mạnh. Đây này, mấy phiên này nó tăng tạo gáp rất là ghê gớm. Đó. Tăng tạo gáp là ghê, nó tăng nhanh, mà giảm tạo gáp thì nó giảm mạnh ha, các bạn lưu ý như vậy. Hình dung vậy thôi. Còn người ta gọi cái gáp là cái sao, tức là đáng nhẽ là nó mở cửa y như mấy cây này, này. Các bạn thấy là nó cứ có cái gì đó liên quan với nhau á. Tức là cây nến này nó phải nằm trong cây nến kia, nó là một cái xu thế ở đây này, nhưng cái này thì nó liên đới với nhau hết này. Đó, nó không có gọi là tạo gáp, nhưng mà mấy cây này các bạn thấy có khoảng trống là tạo gáp này. Đó. Nó gọi là tạo gáp ha, các bạn lưu ý như vậy. Đó, thì hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn là các cái cụm nến ha, thường là 11 cái mẫu nến và cụm mẫu nến để chúng ta biết là nó đảo chiều của xu hướng, có thể là tăng hoặc giảm ha, và chúng ta thấy nó xuất hiện ở trong cái biểu đồ phân tích của chúng ta thì chúng ta lưu ý ha, đặc biệt là lưu ý cái mẫu nến tạo gáp này thì nó thấy là nó giảm rất là mạnh hoặc là nó tăng rất là mạnh. Chúng ta có thể lưu ý để chúng ta tránh mất tiền trong những cái giai đoạn đó ha, giai đoạn về thị trường tạo gáp rất là nguy hiểm. Thì video nó cũng khá dài ha, thì chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ và các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình, và các bạn có thắc mắc gì thì hãy phản hồi phía dưới video. Xin cảm ơn các bạn.